Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo một con VPS của Amazon sử dụng miễn phí trong 12 tháng. Đầu tiên mọi người cần phải có một thẻ Visa hoặc một thẻ Mastercard, có sẵn một đô trong đấy, cộng với một số điện thoại để xác minh. Trước hết mọi người cần vào trang web amazon.com, click web với Amazon EC2. Tạo tài khoản, đầu tiên mọi người cần nhập email. Đầu tiên mọi người click vào Create New Account để tạo tài khoản mới. Nhập email vào. Cấu gồm thấp nhất là 8 ký tự, gồm các ký tự đặc biệt không trùng email. Tên tài khoản là chọn người dùng. Đây chế độ chuyên nghiệp, ở đây chế độ người dùng, chọn người dùng. Dùng name đây. Nhập số điện thoại mình vào. Quốc gia thì mình nhập Việt Nam. Số điện thoại. Rồi, địa chỉ của mình. Địa chỉ mình đang ở đâu thì mình nhập vào đấy. Mình đang ở trên Thái Nguyên, mình nhập vào Thái Nguyên. Nhập gồm có chữ Latin nhưng không có dấu nữa. Xe thì mỗi tỉnh có một mã thì mọi người tìm trên Google thì có hết. Thái Nguyên là 24.000. Click vào check này và create upload. Tiếp theo bước này bạn nên nhập mã thẻ Visa, thẻ Mastercard vào, mã số trên thẻ, ngày hết hạn và tên. Tài khoản thẻ. Mọi người nhập các số trên thẻ. Tên. 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 Sử dụng địa chỉ vừa nhập bên trên. Click carry. Đến bước này chúng ta sẽ nhập số điện thoại vào để mọi người mà xác minh về điện thoại. Chúng ta nhập vào bên dưới đây. Chúng ta nhập số điện thoại vào. Nhập mã captcha vào. Gửi hết anh nhé. Sau đó chúng ta check điện thoại và nhập cái mã code gửi về vào đây. Ok.
sau khi chúng ta nhập bước trước ấy, chúng ta nhập mã thẻ và cái ngày hết hạn để visa và các cả thì Amazon sẽ tự động trừ $1 vào trong tài khoản thẻ chúng ta để chứng minh thẻ chúng ta thanh toán được. Nhập xác minh. Đây, bước này là xác minh thành công. Bấm continue. Chúng ta sẽ bước này chúng ta chọn cái free basic cơ bản. Để mà tạo con VPS thì mọi người sẽ kích vào sign in. Để tạo ra một trang khác thì bước này chúng ta nhập cái email đang vừa đăng ký vào. Click. Nhập password. Dẫn đến trang này để tạo con VPS. Tạo VPS thì mọi người click vào switch, click vào RC2. Thì hệ thống sẽ báo là để sử dụng đầy đủ chức năng thì mọi người chờ đến 24 giờ tiếp theo. Thì mọi người chờ 24 giờ để khi nào có email báo về là chúng ta có thể sử dụng đầy đủ chức năng của cái gói này. Chúng ta sẽ vào tạo con VPS ở trang này xong. Mọi người chờ khi nào có email báo về của Amazon báo về là do Accode Adeply cũng như là tài khoản của bạn đã sẵn sàng để sử dụng ấy. Thì mọi người sẽ quay lại trang để đăng nhập tài khoản. Đăng nhập tài khoản thì đăng nhập vào khi sau khi đã xác minh vào service Quick ERC2. Tài khoản của mọi người sẽ có giao diện như này. Để tạo con VPS thì mọi người click vào run install chạy. Sau đó mọi người chọn gọi là cấu hình của con VPS. Đây có các cấu rất nhiều cấu hình cho mọi người. Mình sẽ chọn Windows. Microsoft Server 2016 Base cũng như là bản cơ bản ấn Select, mọi người thích dùng bản nào cũng được. Select thì đây có rất nhiều cấu hình máy thì để mà sử dụng miễn phí thì mọi người sẽ đây sử dụng miễn phí, chỉ sử dụng cấu hình này miễn phí thôi, thích sẵn rồi trước review and now. Cấu hình một CPU, bộ nhớ 1GB. Mọi người lưu ý là con VPS này mọi người chỉ sử dụng không quá 750 giờ trên một tháng, download, upload không quá 30GB một tháng. Mọi người hạn chế download, upload vào VPS. Tích chọn lâu. Đây thì key thì mọi người chọn con key mới, tạo cái key mới, cái new key, tạo tên key nữa và SDV này. Đây download key về. Được, tôi được desktop luôn. Save file này có đuôi .pem. Sau đó xong mọi người click Location. Đây là con VPS mình đã được tạo rồi, đang chạy. Xem quick view. Đây mình đã tạo một con VPS đang trong quá trình khởi tạo cấu hình scanning. Khi nào tạo xong thì nó sẽ có hiệu launching.
nó đang tạo nên chưa để collect được. Đây running này, con này đã được tạo xong, chế độ running này đang chạy, nó kích vào collect. Collect để mà collect với VPF thì mọi người cũng đau mắt. File này thì mà kích nút vào chuột mọi người để vào desktop ấy, kích nút vào thì nó sẽ remote đến với tới con VPF luôn. Mình đặt tên A đi. Kích vào nhận hết, nhận password, kích vào get password. Đây nó bảo thông báo quá nhanh, chờ trong 4 phút sau khi chạy. Vui lòng chờ 4 phút sau khi con VPS chạy được thì chúng ta mới có thể nhận được password. Mọi người chờ tầm màu lông. Đấy, sau 4 phút chờ đợi thì mọi người click vào get password, chọn cái file chứng PEM mà mình tải về lên, upload file lên, kết thúc đi. Đây file chứng PEM này, click lên, upload file lên, click receive password. Cái receive password thì nó tạo ra một password cho mình đây. Mình copy và lưu cái password này lại. Password này để đăng nhập vào GitHub. Sau khi đã lấy xong password thì mình có thể collect luôn với con VPS mới tạo. Vừa mình đã download file thì mọi người ra cái file đang vừa down, click nút vào để collect. Rồi, ấn nút collect này, ta nhập password chúng ta vừa lấy được và click ring number để nhớ lần sau chúng ta phải đăng nhập password nữa. Ok, đôn để nó không nhắc lại cũng khi lần sau ta collect như nhắc thì đây, hiện tại chúng ta đang có lấy con VPS vừa tạo được. Mọi chờ nó khởi động, bắt đầu khởi động menu tí. Đây là chính là một con VPS chúng ta vừa tạo được. Sử dụng trình duyệt thì mọi người nên cài trình duyệt Google Chrome sử dụng nó mượt mà hơn. Đúng, chúc mọi người thành công. Những thông tin cần chú ý thì mình sẽ để mô tả để mọi người chú ý sử dụng để không mất tiền. Nếu vượt quá dung lượng 30GB một tháng thì không trừ vào. Mọi người lưu ý sử dụng không vượt quá